Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ thử thách đi 84 cây số để từ khu vực mà mình đang đứng ở đây đấy. Và mọi người hãy nhớ theo dõi cái cuộc thử thách này xem mình có hoàn thành hay không nha mọi người. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục và hãy bắt đầu. Đấy, là ok. Đấy, để mình phóng gần cho mọi người xem. Đấy. Trong thời gian của Google Maps đó bà bảo 82 km thì đi khoảng 2 giờ 40 phút. Đấy, để mình phóng cho nó gần. Đấy, mình sẽ đi qua đấy cái đỉnh đèo gió của huyện Xín Mần. Đấy, và đi qua huyện Quang Bình để tới Bắc Quang nha mọi người. Cái cuộc thử thách này là đi 82 cây số nha. Thời gian là 2 giờ 41 phút nhưng mà theo những cái quan điểm của mình không biết đâu. Và bây giờ đội của mình là gồm có 3 người, đấy, gồm cả mình nữa, đấy, là 2 người đồng đội nữa. Và cuộc thử thách hôm nay đấy, không biết là sẽ qua được hay không. Chắc là gặp rất nhiều gian nan. Wow, khi mình đói nhìn cái món phở này là thèm cực kỳ luôn nha mọi người nha. Đấy. Và bây giờ mình đã bắt đầu. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và là cuộc thử thách bây giờ mình đã đi được một đoạn đường đấy, gọi là đi được 50%. Đấy. Và bây giờ mình đến một khu này là hình như là dành cho những quân đội để tập luyện hoặc là tập bắn. Đấy, mọi người có thể là I'm
84 cây số. Bây giờ là đã đến nơi. Đấy. Nhưng mà thời gian thì nó hơi chậm chạp vì lý do nó tắt đường nhiều đấy. Nên là bọn mình tới đây là hơi chậm. Đấy. Đấy, đến nơi rồi đây. Thử thách của mình tới đây là kết thúc.